Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những công dụng của mướp đắng khi chúng ta sử dụng loại quả này thường xuyên Mọi người thì đều biết từ trước rằng mướp đắng có rất nhiều công dụng bổ ích với sức khỏe, trong đó nổi bật nhất đó chính là công dụng thanh nhiệt giải độc làm mát gan. Tuy nhiên trên thực tế thì mướp đắng còn có nhiều công dụng hơn chúng ta từng nghĩ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng đầu tiên của mướp đắng. Công dụng đầu tiên đó chính là trị bệnh sỏi thận. Đối với những người mà mắc bệnh sỏi thận, khi họ thường xuyên sử dụng mướp đắng trong một thời gian dài thì mướp đắng sẽ có công dụng là làm phá vỡ dần các viên sỏi trong cơ thể của họ, đồng thời là giúp thải cũng như là loại bỏ các viên sỏi này qua đường đi tiểu. Bên cạnh đó, trong mướp đắng còn chứa một số chất, trong loại thực phẩm này còn làm giảm nồng độ axit trong nước tiểu, từ đó thì giảm triệu chứng đau do sỏi thận gây ra. Chính vì vậy, sử dụng mướp đắng trong thời gian điều trị sỏi thận là một trong những phương pháp không thể bỏ qua đối với những người đang mắc căn bệnh sỏi thận. Thứ hai đó chính là làm giảm cholesterol. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng trong mướp đắng có nhiều hoạt chất cũng như là có nhiều tác dụng có thể giúp làm giảm cholesterol trong cơ thể của chúng ta, đồng thời loại bỏ các cholesterol xấu ra ngoài cơ thể. Bạn có thể sử dụng mướp đắng để làm giảm lượng cholesterol bằng cách sử dụng mỗi ngày đây là một trong những vị thuốc tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa được các vấn đề về tim mạch cũng như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim công dụng thứ ba của mướp đắng đó chính là làm đẹp da khi nhắc về mướp đắng thì nó có công dụng là thanh nhiệt giải độc rồi. Và đi kèm với công dụng này, đó chính là da rẻ của chúng ta sẽ mịn màng hơn. Đồng thời, trong mướp đắng có chứa nhiều vitamin và các chất chống oxy hóa. Vậy nên khi chúng ta sử dụng, da rẻ của chúng ta sẽ được cải thiện. Đồng thời là mướp đắng còn ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta. Trong mướp đắng có chứa một số thành phần trong trái mướp có thể giúp điều trị mụn trứng cá, vảy nến và eczema, mang lại cho bạn một làn da tươi sáng, mịn màng, tươi trẻ. Đồng thời, việc sử dụng nước ép mướp đắng mỗi ngày sẽ giúp cho bạn có một cơ thể hoàn hảo hơn, cũng như việc da của bạn sẽ ngày được cải thiện hơn với tình trạng nếu như bạn đang gặp mụn trứng cá mỗi ngày. Và công dụng cuối cùng của mướp đắng đó chính là tăng cường hệ miễn dịch. Khi chúng ta nhắc về hệ miễn dịch thì mọi người thường sẽ sử dụng những loại thuốc để giúp cho sức đề kháng hay là hệ miễn dịch của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Nhưng trên thực tế thì chúng ta có thể sử dụng mướp đắng như một liệu pháp để tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời là giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Nếu bạn thường xuyên ăn mướp đắng hay uống nước mướp đắng sẽ giúp cho cơ thể có được hệ miễn dịch khỏe mạnh và phòng ngừa được nhiễm khuẩn và bệnh tật. Ngoài ra, trong mướp đắng chính là một trong những phương pháp tự nhiên giúp bạn ngăn ngừa được cảm lạnh, giảm nguy cơ dị ứng thức ăn, nhiễm nấm và ngăn ngừa trứng trào ngược dạ dày, thực quản rất tốt cho sức khỏe. Vâng, vừa rồi là những công dụng của mướp đắng và đó cũng chính là một trong những lý do mà bạn nên sử dụng loại thực phẩm này ngay trong hôm nay. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những công dụng của loại thực phẩm này, cũng như là cách chúng ta phải sử dụng sao để có thể tận dụng được hết những công dụng của loại thực phẩm này cho sức khỏe của mình. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm những thông tin về sức khỏe thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất. Những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.